Là ai cũng, nhưng mà lấy những người không có laptop này sao ta? Sao coi? Rồi mình di động luôn. Hả? Rồi mình điện thoại di động. Trời, di động iPhone mới coi được chứ mấy thứ không có. Android xài cũng được. Em đang xài Android trị giá 2 triệu rưỡi nha. Vậy hả? Chỉ điện thoại 500 ngàn thôi con. Rồi ví dụ mấy người vậy là những người không ai cũng coi bài được chứ hả? Tại vì có clip. Nhưng mà ý đó đâu phải ai cũng có laptop hả? Chắc nhà cũng có siêu vi tính, nhưng mà tại vì nhiều khi mấy chị với tỉnh lên đó đúng không? Đâu phải ở dưới nhà đâu, dưới nhà với tỉnh thì có vi tính rồi. Còn này mình lên đây là mình lên mình ở, mình ở trọ rồi mình quen rồi, vậy mình đâu có máy tính đâu. Tại sao coi bài? Ai coi kém? Sống quá sợ cũng hả? In là xấu hả? Nó có cái lớp học siêu âm mà chị in ra không gì? Mình nhìn thấy gớm mất cho nên thì, phần ngày để phải không có. Em in mà cua black qua là nó cũng được. Thì có thì nó cũng được. Không có thì vậy đó thì tùy thôi. Tại chị nói không biết mấy người không lên mạng được thì sao? Cô hình nghệ đâu đẹp. Hình này hả? Hình này là hình nghệ thuật, phải sưu tầm một thời gian. Wow, đẹp. Mà chắc cái này không phải. Cái này là một cái bị chậm tăng trưởng tử cung. Chậm. À, bây giờ mình sẽ học cái bài siêu âm đánh giá sức khỏe thai nhi ha. Thì cái thai chậm tăng trưởng trong tử cung là một vấn đề quan trọng trong sản khoa. Nó xảy ra ở nửa sau, trong khoảng 3-5% bao kỳ. Có nghĩa là nửa đầu gần như không hề có chậm tăng trưởng tử cung, mà cái nửa sau của thai kỳ, tức là nó phải bắt đầu qua cuối tam cái nguyệt thứ hai, đầu tam nguyệt thứ ba, thường là đầu tam cái nguyệt thứ ba, nó mới xuất hiện thai chậm tăng trưởng trong tử cung, đúng không? Nên nhiều khi mấy bà đi siêu âm nói con em nhỏ bác sĩ, những cái thời điểm mình thấy học siêu âm 3 chiều, 4 chiều không bao giờ sợ cái vấn đề thai nhỏ, rất là hiếm. Nó thường phải là 3 tháng cuối nó mới bắt đầu xuất hiện chậm tăng trưởng trong tử cung ha. Thì đó là muốn nhấn mạnh với các anh chị như vậy, có nghĩa nó chỉ nửa xảy ra nửa sau thai kỳ và nó là khá thường gặp. Diện tích thai là khoảng 2-3%, thì chậm tăng trưởng tử cung là nó 3-5%. Có nghĩa là cái thai chậm tăng trưởng trong tử cung nó chiếm gấp đôi, nó tỷ lệ gấp đôi cái thai dị tật, chứ không phải là nó ít gặp đâu, nó rất là hay gặp đó. Và nó có thể gây những biến chứng nghiêm trọng mà không phải trước mắt, mà nó để về sau, về dài, những cái di chứng, những cái hậu quả về sau. Em bé mới sanh ra không thấy gì, nhưng mà sau đó đến cái lúc phát triển tâm thần vận động nó mới bắt đầu biểu hiện ha. Còn những cái biến chứng trước mắt, ví dụ như là suy thai, thai chết trong tử cung, thai chết chu sinh về sơ sinh thì không nói rồi ha. Nhưng mà những cái vấn đề di chứng về sau, nhiều khi trước mắt mình không thấy được đâu, nhưng mà về sau nó là một cái gánh nặng cho gia đình và xã hội. Cho nên cái vấn đề thai chậm tăng trưởng tử cung cũng là một cái vấn đề quan trọng mà cái vai trò của siêu âm rất là lớn. Thì hiện nay vẫn chưa có một biện pháp điều trị có hiệu quả thai chậm trong tử cung. Ví dụ khi mình chẩn đoán thai chậm tăng trưởng tử cung, mình có điều trị gì không? Mình có làm điều trị gì không? Mình không điều trị gì được hết. Mình không làm gì để cho nó hết chậm tăng trưởng trong tử cung hết ha. Cho mẹ truyền dịch hay làm gì vô thưởng vô phạt, không có làm gì, ăn nhiều vô cũng cỡ nào, ăn kiếm ăn gì, nhiều bà cũng ăn từ lưa, ngày uống 3-4 lít sữa, 5 lít sữa rồi con cũng cứ không cải thiện. Có nghĩa là mình không can thiệp gì được cái vấn đề thai chậm tăng trưởng trong tử cung hết. Cho nên mình sẽ có những cái hướng tiếp cận nào nó khả thi. Đầu tiên là mình sẽ sàng lọc ra, phát hiện ra cái nhóm nguy cơ thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Khi phát hiện ra cái nhóm nguy cơ thai chậm tăng trưởng trong tử cung rồi, đó là một cái thai kỳ nguy cơ cao, mình sẽ quản lý cái nhóm có nguy cơ đó như thế nào. Và cuối cùng mình sẽ chọn lựa cái thời điểm để chấm dứt thai kỳ, là cái vấn đề then chốt trong cái vấn đề thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Thời điểm nào để đem em bé ra ngoài? Nếu mình đem ra sớm quá thì em bé nó sẽ có những cái nguy cơ của non tháng, bệnh bằng trong, những cái di chứng của non tháng. Còn mình để lâu quá và nó chết trong bụng, nó chết gọi là thai chết trong tử cung, thì nó là cái trách nhiệm của người bác sĩ. Cho nên cái vấn đề thai chậm tăng trưởng trong tử cung, đó là cái chọn lựa thời điểm để chấm dứt thai kỳ. Thì như vậy ba cái hướng tiếp cận này mình đều dựa trên siêu âm. Ví dụ sàng lọc phát hiện có nguy cơ thai chậm tăng trưởng trong tử cung, mình sẽ siêu âm Doppler động mạch tử cung. Quản lý nhóm thai kỳ có nguy cơ cao thì cũng bằng cái gì? Cũng bằng siêu âm. Chứ đâu phải bác sĩ đo về cao tử cung, nó cũng chỉ phản ảnh nhưng mà không trung thực.
và cái bề cao tử cung nó cũng phản ảnh một phần thôi ha, nó còn bị ảnh hưởng bởi tư thế tử cung, thành bụng của mẹ đại khái vậy, nước ối nhiều nước ối ít, cho nên cái siêu âm mới đánh giá được chính xác cái kích thước của tử cung, và đồng thời siêu âm Doppler màu mình sẽ khảo sát những cái chỉ số Doppler màu, mình biết được là em bé đang trong tình trạng suy dinh dưỡng nhưng mà vẫn khỏe mạnh, không sao, cứ để trong bụng theo giải tiếp, hay là em bé đang trong tình trạng thiếu oxy phải đem em bé ra ngoài, em bé đang giai đoạn có nguy cơ tổn thương hệ thần kinh trung ương vì những vấn đề toan hóa máu chẳng hạn, thì cái vấn đề đó mình sẽ đánh giá định trên cái siêu âm Doppler màu và mình chọn lựa thời điểm nào để chấm dứt thai kỳ. Các anh chị sẽ thấy bác sĩ sản hay làm cái gì, cái nông stress test đúng không, hoàn toàn không đúng, không có đúng, cái vấn đề là mình dựa trên cái nông stress test. Thì các anh chị học cái bài này xong rồi các anh chị sẽ thấy chọn lựa để thời điểm để chấm dứt thai kỳ cũng dựa vào cái siêu âm Doppler màu ha. Thì tóm lại cái siêu âm nó đóng cái vai trò, đặc biệt là siêu âm Doppler màu nó đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc theo dõi sàng lọc, theo dõi cũng như xử trí những cái thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Thì bây giờ thai chậm tăng trưởng trong tử cung được định nghĩa là trọng lượng thai dưới bì vết phân thứ 10 theo tuổi thai. Các anh chị đọc cái câu này anh thầy hiểu không sao? Trọng lượng thai dưới bì vết phân thứ 10 theo tuổi thai. Thì ngày hôm qua Nguyên dạy các anh chị cái bài siêu âm đo độ mờ da gáy rồi đó. Các anh chị nhớ cái biểu đồ của độ mờ da gáy nó thay đổi theo tuổi thai không? Có nghĩa rằng trong một cái sự phát triển của thai nhi ha, bất kỳ một cái số đo sinh học nào, ví dụ đây là trọng lượng thai nhi, đây là cái số chu vi đầu, đây là cái số chu vi bụng AC, đây là chiều dài xương đùi, nó sẽ thay đổi theo tuổi thai, nó không bao giờ cố định ha, và nó không phải là một chỉ số mà nó là một cái khoảng dao động, nó một khoảng dao động, nó gọi là bì vết phân thứ 5, là đường giới hạn dưới. Cái đường màu đỏ đó là bì vết phân trung bình, bì vết phân thứ 50, và cái đường chấm chấm ở trên là bì vết phân thứ 95. Thì khi bất kỳ một cái số đo sinh học nào của thai từ cái đường kính trung đỉnh cho đến cái chu vi đầu hay là cái chiều dài xương đùi hay cái độ mờ da gáy hay là cái chiều dài thận hay là cái bề dày âm thất trái hay là cái đường kính da hốc mắt hay là cái đường kính hốc mắt, chiều dài lỗ tai, thì các chị sẽ thấy nó luôn có cái bảng biểu vị vết phân thứ 5 đến 95, có nghĩa rằng 90% dân số nó sẽ rơi trong cái khoảng này, nó giữa hai cái đường chấm chấm này, 10% còn lại nó một nửa nó nằm dưới đây, một nửa nó nằm ở trên. Đó là lý do tại sao nó gọi là vị vết phân thứ 5 đến 95. Thì cái thai chậm tăng trưởng trong tử cung được định nghĩa, mặc dù đây là cái số đo mình lấy là dưới vị vết phân thứ 5 ha, nhưng mà nó định nghĩa của sách sản khoa, sách về sản khoa, thì nó định nghĩa thai chậm tăng trưởng tử cung là dưới vị phân thứ 10, là nó kêu chậm tăng trưởng trong tử cung. Thì cái nguyên nhân của thai chậm tăng trưởng trong tử cung sẽ được chia ra làm 3 nhóm. Thứ nhất là người mẹ bệnh lý ha, mình vô thấy bà cao huyết áp mãn, tiểu đường, suy tim, suy thận, đi không nổi nữa ha, bả còn nuôi bả không nổi, nó lấy gì bả nuôi cái thai. Cho nên người mẹ bệnh lý mãn tính là con nó sẽ suy, có nguy cơ thôi, chứ cũng nhiều khi cũng nhiều bà cũng có con bình thường, chứ mà đứa nào cũng suy dinh dưỡng, nhưng mà thấy người mẹ có bệnh lý thì cái nguy cơ đứa con nó sẽ làm cái thai chậm tăng trưởng tử cung. Cái thứ hai là cái vai trò bánh nhau, đa số là cái nguyên nhân thai chậm tăng trưởng trong tử cung là do nguyên nhân bánh nhau, gần như những cái thai chậm tăng trưởng tử cung là nguyên nhân bánh nhau. Có nghĩa là người mẹ khỏe mạnh, ăn uống rất là nhiều ha, nhưng mà cái vấn đề chuyển tải từ mẹ qua thai thì nó sẽ qua trung gian bánh nhau. Thì cái bánh nhau này, cái cấu trúc nó không bình thường. Thì dựa trên những cái giải phẫu autopsy, tức là mình nó đi làm sinh thiết cái bánh nhau của những cái đứa chậm tăng trưởng tử cung, những cái thai tiền sản giật ha. Nó nghiên cứu bây giờ cái vấn đề hiện nay, các anh chị biết hiện nay cái vấn đề mà nghiên cứu nhiều nhất đó là cái vấn đề thai chậm tăng trưởng tử cung và tiền sản giật, tại vì sàng lọc hội chứng Down nó đã đạt được cái ngưỡng gần như là tốt nhất rồi ha, tầm soát trên 90%, gần như không thể nào tuyệt cao hơn, thì nó đã gần như được. Chỉ có cái vấn đề thứ hai đó là cái vấn đề tiền sản giật và chậm tăng trưởng tử cung là cái vấn đề đang được nghiên cứu rất là nhiều hiện nay trên thế giới,
Thì chính vì vậy mà người ta mới dựa trên người ta làm sinh thiết, tử thiết, những cái bánh nhau, những đứa chậm tăng trưởng trong tử cung, thì người ta chứng minh rằng nó có sự bất thường trong bánh nhau, đó là sự giảm xâm nhập của nguyên bào nuôi, của hệ động mạch xoắn vào cái nguyên bào nuôi. Có nghĩa là cái động hệ động mạch xoắn từ hai bên tử cung đi vô nuôi bánh nhau ha, thì nó sẽ phân ra cái hình mạng lưới, cái hình cung, nó gọi là hệ động mạch xoắn. Thì cái hệ động mạch xoắn đó nó bất thường trong cấu trúc, trong về số lượng và dẫn ngay cái giường mạch máu nó không có trao đổi chất được. Cho nên cái bánh nhau nó bất thường là cái nguyên nhân hay gặp nhất của thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Rồi cái nguyên nhân thứ ba đó là tại em bé mẹ bình thường, bánh nhau bình thường, nhưng bản thân em bé bị dị tật, mà hay gặp nhất là trong nhóm bệnh bất thường nhiễm sắc thể và bệnh lý nhiễm trùng. Thì hai cái nhóm bệnh này nó thường gây dị tật bẩm sinh, nó gây ra cái chậm tăng trưởng tử cung, mà chậm tăng trưởng trong tử cung xuất hiện sớm, có nghĩa là ở quý 2 nó đã biểu hiện, nó nhỏ toàn bộ chứ không phải nó nhỏ cái bụng như không như những cái đứa chậm tăng trưởng do nhận bệnh nhau, có nghĩa là nhỏ từ do cái số lượng tế bào ban đầu nó ít ha, thì nó sẽ gây ra một cái chậm tăng trưởng toàn bộ và xuất hiện sớm. Thì đó là cái nhóm thứ ba. Rồi về phân loại thì người ta sẽ phân làm hai loại, gọi là đối xứng, có nghĩa là thai nhỏ toàn bộ, đầu nhỏ, bụng nhỏ, đùi nhỏ, và không đối xứng, có nghĩa là cái đầu và có khi là cái đùi nó gần như nó bình thường, nhưng mà cái bụng ha, cái bụng nó nhỏ. Tại sao cái bụng nó nhỏ? Tại vì bụng là cái gì chiếm lớn, anh biết cái chị biết không? Cái gan. Người mình á thì đẻ ra ngoài là cái bụng á là cái ruột ha, cái gan nằm trên. Nhưng mà em bé, các chị nhìn lại cái hình em bé đi, gần hết cái bụng em bé là cái gan. Có nghĩa là thành ra là cái em bé mà to hay nhỏ, cái cân nặng nó thay đổi rất nhiều, nó dựa vô cái chu vi bụng của em bé. Cái chu vi bụng to là em bé bự, mà cái chu vi bụng nhỏ là em bé nó nhỏ, chứ cái đầu cái đùi nó có phần không có nhiều đâu. Thì cái chu vi bụng nó chủ yếu là cái gan. Thì khi mà cái cơ chế của chậm tăng trưởng tử cung á, là em bé sẽ lấy cái glycogen dự trữ từ trong gan ra nó xài, nó thiếu, nó lấy đồ dự trữ nó xài, cho nên cái gan nó nhỏ lại. Đó là lý do tại sao cái chu vi bụng nó nhỏ lại, là cái dấu hiệu sớm nhất trong chậm tăng trưởng tử cung. Thì cái phân loại của thai chậm tăng trưởng tử cung sẽ phân làm hai thể, đó là thể đối xứng và thể không đối xứng. Thì cái cơ chế của cái sự giảm trao đổi tử cung nhau trong cái thai chậm tăng trưởng trong tử cung do nguyên nhân bánh nhau, đó là các động mạch xoắn nó không đáp ứng để thay đổi với những cái đáp ứng của thai kỳ. Có nghĩa là khi có thai thì cơ thể nó sẽ có những biến đổi toàn thân cũng như tại chỗ để thích ứng với cái tình trạng sinh lý này. Thì tại chỗ là hệ động mạch xoắn này nó sẽ thay đổi cái tính thành mạch, cái tính gọi là cái tính mềm mại ha, để nó tăng cái sự trao đổi chất. Thì những cái đứa chậm tăng trưởng tử cung nó không có cái sự này, gọi là mất thất bại trong cái việc tái cấu trúc cái giường mạch máu của bánh nhau. Và thứ hai, ngoài cái chất lượng nó giảm thì nó bị giảm thêm cái số lượng, có nghĩa là thấy cái số lượng các mao mạch tậm tại bánh nhau nó bị giảm cái số lượng, cho nên hậu quả là nó sẽ giảm cung cấp oxy, giảm dinh dưỡng phản gan ngay nhau, nó sẽ suy giảm sự trao đổi nhau và thai, và cuối cùng là hai chậm tăng trưởng trong tử cung. Thì đó là cái cơ chế của cái vấn đề thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Thì bây giờ việc chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trong tử cung dựa trên những cái gì? Các anh chị chỉ cần siêu âm đen trắng, đúng không? Tại vì ta định nghĩa chậm tăng trưởng tử cung là trọng lượng thai với biểu phân thứ 10, có nghĩa là dựa trên những cái thông số đo đạc là mình có thể chẩn đoán được thai chậm tăng trưởng trong tử cung ha. Thì nó có khá là nhiều nghiên cứu ha, là từ những cái năm nó tổng hợp những cái nghiên cứu, ví dụ đưa đây là một cái nghiên cứu từ những năm 1986, có nghĩa là cái vấn đề chậm tăng trưởng trong tử cung là dựa trên cái siêu âm đen trắng đã được nói rất là nhiều rồi. Thì nó đưa ra những cái nghiên cứu dựa trên những cái yếu tố khác nhau, ví dụ như tăng tỷ số chiều dài xương đùi trên chu vi bụng ha, tại vì cái chậm tăng trưởng tử cung cái bụng nó nhỏ mà, cho nên cái tỷ số này nó sẽ tăng lên, hoặc là cái đường kính lĩnh đỉnh nhỏ, hoặc là đường kính lĩnh đỉnh nhỏ nhau bị hóa cao, hoặc là tốc độ tăng cái chậm lĩnh đỉnh chậm, hoặc là cái dựa trên cái trọng lượng thai nhỏ, hoặc là giảm chỉ số ối, hoặc là tăng cái tỷ lệ chu vi đầu đến chu vi bụng ha, có nghĩa là cái bụng nó giảm cho nên cái tỷ lệ nó tăng, thì nó cũng có ý nghĩa như là cái tỷ lệ là xương đùi trên chu vi bụng. Thì ví dụ đây là chỉ một đơn cử một nghiên cứu thôi, nó sẽ có rất là nhiều nghiên cứu nó các chị muốn ha, nhưng mà nói chung thì cái tỷ lệ, cái độ nhạy
của cái chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trong tử cung thì trong khoảng 60-80%, không phải là mình phát hiện được hết đâu. Và cái độ đặc hiệu cũng khoảng 60 đến, có những cái nghiên cứu thì khá hơn, 60-90%. Nhưng mà các chị sẽ thấy cái giá trị tiên đoán âm tính rất là cao, có nghĩa là khi nó không có những cái bất thường này thì gần như thai nó không bị chậm tăng trưởng trong tử cung. Nhưng mà các chị thấy cái giá trị tiên đoán dương tính sao? Nó không cao, có nghĩa nó sẽ bị dương giả. Tại sao nó bị dương giả? Là vì các chị sẽ, nếu các chị nghiên cứu sâu này thì nó sâu hơn chút, là vì cái thai chậm tăng trưởng trong tử cung á, nó khác với gọi là cái small gestation này, có nghĩa là cái thai nó nhỏ, hiểu không? Nó nhỏ chứ không phải nó chậm tăng trưởng, mỗi tháng nó cũng tăng, nó cũng một cái đường đi lên, đúng không? Nhưng mà vì ban đầu giống như tại sao có người là người mẫu cao 1m8 mà có đứa có 1m5, hiểu không? Có đứa sanh ra 4kg, có đứa sanh 2,5kg, có nghĩa là nó là một cái thai nhỏ, small gestation này, chứ không phải retard growth, nó vẫn đi tăng, nó đường tăng trưởng nó vẫn là một cái đường đi lên chứ không phải là một cái đường đi ngang. Cho nên cái chậm tăng trưởng trong tử cung về càng về sau này người ta được đưa ra những cái tiêu chuẩn chẩn đoán nghiêm ngặt hơn để mà bị khỏi bị nhầm lẫn với cái nhóm bệnh gọi là thai nhỏ chứ không phải là thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Thì ví dụ như các anh chị thấy ở Việt Nam mình thì một số nơi thôi, không quá đâu, hay thấy có cái biểu đồ tăng trưởng đó. Thì ví dụ cái biểu đồ tăng trưởng nó vẽ như này ha, thì cái người siêu âm ví dụ thời điểm 20 tuần siêu âm, ví dụ như là cái trọng lượng thai là ví dụ thời điểm 30 tuần ở đây ha, cỡ ký 3, ký 4 gì đó, nốt ở đây. Ví dụ như 2 tuần sau tới siêu âm ký 3, ký rưỡi chẳng hạn, thì cái người bác sĩ lâm sàng họ sẽ nốt vô đây, hoặc là người bác sĩ siêu âm thì thấy là một cái đường theo dõi phải nhiều lần ha, chứ không thể tại một thời điểm mà mình chẩn đoán nó chậm tăng trưởng cuối cùng để mình mới gọi là chẩn đoán chính xác, chứ không phải bị lầm với những cái gọi là small gestation này, tức là thai nhỏ ha. Thì nó sẽ có những cái biểu đồ như vậy, thì các anh chị sẽ theo dõi sau những lần siêu âm và các chị sẽ thấy cái đường biểu diễn nó cũng đi lên ha. Ví dụ đứa lần sau nó tới, nó đây, ví dụ cái này thì nó tụt dưới rồi không nói, nhưng mà ví dụ như có những đứa nó nằm nó bắp mé cái giới hạn dưới nè, nó cũng đi lên ha, và nó là một cái đứa nhỏ chứ không phải chậm tăng trưởng trong tử cung. Thì muốn chính xác chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trong tử cung thì mình phải có một cái biểu đồ, ví dụ như cái thời điểm 32 tuần nó nằm ở đây ha, mặc dù nó không bị nhỏ, nó nằm ở đây, nằm trong giới hạn bình thường. Nhưng mà đến thời điểm 35 tuần nó nằm ở đây, hiểu không? Có nghĩa nó là một cái đường đi ngang, thì nó cũng gọi là thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Cho nên cái vấn đề thai chậm tăng trưởng trong tử cung muốn chính xác thì các chị phải theo dõi như vậy ha, chứ không phải là một cái số đo ở một thời điểm mà phải là một cái quá trình ha. Đó là lý do tại sao cái giá trị tiên đoán dương tính của nó không cao, tức là nó nhiều khi nó mình thấy đủ tiêu chuẩn như vậy nhưng mà thực sự không phải nó là chậm tăng trưởng trong tử cung, chỉ khoảng một nửa nó là chậm tăng trưởng trong tử cung thôi ha. Thì ví dụ như khi các anh chị chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trong tử cung thì các anh chị phải học cái thói quen này nè. Bác sĩ siêu âm thường vô siêu âm là cứ đo vậy đó ha, nhưng mà mình cái máy nước ngoài nó làm nó chế không có cái chế gì thừa hết trơn á, tại mình không xài nó thôi, mình xài nó không đúng. Nó luôn luôn nó có, các anh chị có new patient, các anh chị làm xong một bà thì các anh chị phải end thì nó sẽ mất hết những cái thông số đó. Qua một cái trang mới thì các anh chị phải new patient vô, thì các anh chị phải nhập tên số, nhập thông tin ha. Ví dụ này là cái máy GE nó rất là dễ dàng trong cái việc này. Thì các anh chị ví dụ các anh chị nhập tên bệnh nhân, rồi các anh chị nhập, nó có cái gọi là last menstrual period, có nghĩa là cái ngày kinh chó, nếu bà chính xác kinh chó để tính ra cái tuổi thai. Hoặc nhiều khi bà không có cái kinh chót, bà quên kinh chót ha, thì ví dụ bà có cái siêu âm 3 tháng đầu, ví dụ như ngày hôm qua Nguyên nói với các anh chị là nó rất chính xác trong cái chẩn đoán tuổi thai, cũng như dự sanh cho những cái đứa mà nó có cái siêu âm 3 tháng đầu, thì dựa trên cái tờ siêu âm cũ đó mình dùng cái bản xoay thai, đúng không? Ví dụ cái hồi 3 tuần, cái hồi ví dụ bên đây là tháng 5 cái gì, cái hồi ví dụ tháng 11 năm ngoái, lúc đó bà 3 tháng bây giờ bà tới ngày này nè, ví dụ tháng 11 năm ngoái bà siêu âm ngày mấy tháng 11 đó 7 tuần, thì mình dùng cái bản xoay thai, bác sĩ sản ai cũng biết cái đó, nhưng anh chị chẩn đoán ảnh cũng biết, đi học đi 6 cũng biết rồi, cái bản xoay thai ngày mấy tháng 11 7 tuần mình để vô ngay cái đó, rồi xong mình hiện tại ví dụ bữa nay là ngày 5 tháng 5 thì nó sẽ hiện lên cho mình là 35 tuần ha chẳng hạn, thì anh chị sẽ nhập vô cái tuổi thai 35 tuần, hiểu không? Thì như vậy trên máy nó đã nhớ ra rồi, à bà thương này là 35 tuần. Ví dụ như cái trường hợp này là nó sẽ nhập vô
là bả 30 tuần, hiểu không? Nó nhập vô theo cái kinh chó hoặc là theo cái ngày dự sanh ha, hoặc là cái chị nhập cái thông số dự sanh cũng được. Một cái bà này có siêu âm 17 tháng tuần, bác sĩ nói dự sanh của bạn là 30 tháng giêng, thì các chị nhập vô cái ngày dự sanh 30 tháng giêng cũng được, chứ không nhất thiết là tuổi thai hay là ngày dự sanh hay là số tuần, miễn là các chị ra theo cái tuổi thai siêu âm sớm là đúng. Các anh chị nhập vô một cái thì nó sẽ trong máy nó nhớ, à rồi cái bà này là dự sanh 30 tháng giêng, thời điểm này bà 30 tuần. Thì bây giờ cái máy này nó sẽ đo đạt, hiểu không? Các anh chị thực hiện đo đạt đường kính lưỡng đỉnh, chu vi đầu, chu vi bụng, đường kính ngang bụng ha, chiều dài xương đùi ha. Thì các anh chị sẽ đo đạt, đây là cái chỉ số thực sự của anh chị đo nè. Nhiều đo lần một ở đây, nhiều khi có nhiều đo, nhiều lần người đo hết. Thì nó sẽ hiện ra, ví dụ đây nó sẽ hiện ra cái tuổi thai này ha, cái xương đùi này, cái lưỡng đỉnh này 70 nó ứng với tuổi thai 28 tuần 2 ngày. Cái xương đùi này nó ứng với cái đứa 25 tuần 1 ngày. Cái chu vi bụng này nó ứng với cái đứa 26 tuần ha. Nhưng mà bả thực sự là nhiêu? 30 tuần, đúng không? Nó thực sự là 30 tuần. Thì nó sẽ có cái vị bích phân nằm một bên. Có nghĩa là cái thai này toàn bộ nó nhỏ dưới vị bích phân thứ hai. Hiểu không? Các anh chị hiểu không này? Đây là vấn đề cốt lõi trong cái việc chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Như vậy bả là 30 tuần mà bả ứng với cái đứa có 26 tuần mỗi ngày. Thành ra khi mình siêu âm một cái 3 tháng đầu, nói với các anh chị là khi các chị đo cái chiều dài đầu mông hoặc là khi các chị đo độ mờ da gáy, nó cũng tương đối chính xác là các anh chị có cái ngày dự sanh cho bà, hiểu không? Rồi khi những bà tới mình 7 tháng, 8 tháng hay 6 tháng gì đó, à, nhập vô bà A, bà B gì đó, ngày dự sanh là cái ngày đó, cái ngày dự sanh theo cái siêu âm 3 tháng đầu thì nó sẽ tính ra thời điểm hiện tại là bà bao nhiêu tuần. Và khi đó mình sẽ thực hiện đo đạt, và cái số đo đạt của mình hôm nay nó sẽ được đối chiếu với cái sự phát triển bình thường của cái đứa tuần tuổi mà tính theo siêu âm 3 tháng đầu, hiểu không? Giống như các anh chị thấy một đứa con nít đứng trước mặt các anh chị mới biết nó 5 tuổi hay là 3 tuổi hay 7 tuổi, đúng không? Nó nhỏ xíu à, nhìn nó nhỏ hỏi nhiều tuổi, 3 tuổi, ừ đúng rồi 3 tuổi, nhìn nhỏ xíu à, nhưng nó còn 6 tuổi rồi, thì như vậy là nó nhỏ. Thì thai nó cũng vậy, các anh chị phải biết chính xác cái tuổi thai của nó. Và cái số đo đó nó sẽ có cái mốc để nó so sánh, thì máy nó sẽ làm cho cái vấn đề đó cho mình. Cái những cái máy càng hiện đại thì cái sự so sánh đối chiếu này nó càng làm mình rất là tiện lợi. Còn những có những cái máy mà nó không có cái nó không phải máy tốt đó, thì nó sẽ hơi bất công hơn tí thôi ha. Còn cái máy VI thì phải nói là trong cái vấn đề này nó perfect, nó rất là dễ dàng cho mình ha. Thì có sách á thì nó không dùng vị bích phân thứ 5 đến 95 mà nó sẽ dùng cái vị bích phân là trừ hai SD đến cộng 2 SD, thì nó cũng có ý nghĩa là như vậy ha. Hoặc là ví dụ như là cái này ha, thì nó cũng có cái ý nghĩa như vậy. Cái đầu bình thường ha, cái bụng bị nhỏ này, cái đùi cũng bị nhỏ ha, trọng lượng nó nằm dưới đây. Rồi thì cái như vậy cái siêu âm đen trắng các anh chị chẩn đoán được thai chậm tăng trưởng trong tử cung, nhưng mà nó khỏe hay nó yếu thì mình phải dùng siêu âm Doppler màu. Thì đó là cái vai trò của siêu âm Doppler màu. Thì cái siêu âm Doppler màu được ứng dụng trên lâm sàng để chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trong tử cung từ giữa thập niên 80. Thì cái siêu âm Doppler màu này nó sẽ đánh giá chức năng bánh nhau, đánh giá chức năng bánh nhau, nó khảo sát các dòng chảy trong vòng tuần hoàn từ tử cung qua nhau bằng cái động mạch tử cung, hoặc là từ nhau qua thai là động mạch rốn ha. Và cái nhóm thứ hai đó là đánh giá tình trạng sức khỏe thai nhi, đó là thai nhi còn đáp ứng bằng cơ chế bù trừ, gọi là hiện tượng thái phân phối tuần hoàn động mạch não giữa, hoặc là thai nhi quá suy, cơ chế bị bình bù trừ bị phá hủy thì bất thường trên ống tĩnh mạch. Thì như vậy cái đốt lơ màu nó sẽ giúp đánh giá sức khỏe thai nhi. Thì nó sẽ trong cái đốt lơ màu nó sẽ có hai cái nhóm, đó là cái nhóm đánh giá chức năng bánh nhau. Có nghĩa khi mình làm cái đốt lơ màu đó, có nghĩa là mình sẽ biết cái bánh nhau, nguyên nhân thai chậm tăng trưởng trong tử cung là do nguyên nhân bánh nhau ha. Chứ ví dụ các anh chị đo cái đốt lơ động mạch tử cung hoặc đốt lơ động mạch rốn để các anh chị nói em bé khỏe, em bé yếu là sai, hiểu không? Nó chỉ đó là cái nguồn cung cấp cho em bé nó bất thường để đánh giá cái nguyên nhân thai chậm tăng trưởng trong tử cung đó là do nguyên nhân bánh nhau.
Còn muốn đánh giá trực tiếp tình trạng sức khỏe của âm nhi thì phải dùng những cái mạch máu tại nó đó, đó là động mạch não giữa, trung đồng và cái ống tĩnh mạch, thì mới đánh giá được cái sức khỏe của em bé ha. Thì nó sẽ có hai cái bài đó, nó sẽ có hai cái động mạch đó. Thì bây giờ cái nguyên lý của Doppler màu là sao, thì các anh chị học tổng quát thì các anh chị biết nữa ha, nhắc lại thôi ha. Thì cái Doppler màu nó sẽ giúp gì? Phát hiện có dòng chảy, cái gì nó có chuyển động thì nó sẽ hiện Doppler màu lên, nó sẽ biết được cái hướng dòng chảy ha. Nó thấy màu đỏ nó quy định là hướng về đầu giò, màu xanh là cái dòng chảy đó đang đi rời xa đầu giò, và nó sẽ tính đặc tính được cái dòng chảy, có nghĩa là mình tính được cái vận tốc của dòng chảy, nó dựa vào cái hồi hiệu của Doppler. Thì cái công thức gọi là delta f bằng 2f rho nhân v chia c nhân cos alpha. Thì mục đích của mình là gì? Mình sẽ tính vận tốc dòng chảy ha, cái v này. Thì trong cái phương trình này tất cả những cái thông số này đều bị khớp. Ví dụ như f zero là gì? Là tần số sóng tới, có nghĩa là cái máy siêu âm nó phát ra cái tần số f zero bao nhiêu nó biết. Rồi sau đó nó gặp cái vật, nó sẽ nó phát ngược trở lại cái dòng sóng f một, thì nó sẽ tính được delta f. Cái máy nó sẽ tính được, nó phát ra rồi nó thu nhận lại, cho nên nó tính được delta f. C là tốc độ truyền của sóng siêu âm, máy nó cũng biết. Alpha là cái góc tạo bởi tia siêu âm và dòng chảy, nó cũng biết. Cho nên khi mình chỉnh cái góc á, nhớ không? Nhớ cái cửa sổ Doppler mình chỉnh cái góc, thì nó sẽ biết được vận tốc. Đó là vì tất cả những cái thông số này mình biết. Cho nên tại sao cái Doppler màu nó xác định được, đo cái velocity của cái động mạch não giữa, động mạch rốn nó biết là như vậy ha. Thì ví dụ đây là hiệu ứng Doppler, một cái máy nó sẽ phát ra một cái tần số f0, nó gặp một cái vật cản đứng yên thì cái tần số dội về nó bằng f0. Còn nếu phát ra tần số f0 mà cái vật đang đi chuyển hướng về đầu nhỏ thì cái tần số f1 nó sẽ lớn hơn f0. Và nếu một cái vật mà máy phát ra f0 gặp một cái vật đang dời xa đầu nhỏ thì cái tần số f1 dội về nó sẽ bị nhỏ hơn so với f0. Thì dựa trên cái hiệu ứng Doppler mình sẽ tính được cái vận tốc của dòng chảy. Thì các thông số Doppler mình khảo sát thì cái này cũng giống như trong những cái bài sẵn, cái bài tổng quát anh chị học ha, thì nó sẽ có đỉnh tâm thu, đỉnh tâm trường và một số dạng sóng ba pha để có sóng nhị bóp. Thì mình dùng những cái cột sát đó là SD tức là tâm thu chia tâm trường, chỉ số RI tức là tâm thu trừ tâm trường chia cho tâm thu, và chỉ số PI tức là chỉ số này, chỉ số trở kháng này, chỉ số xung này, resistance index và full index, thì nó sẽ chia cho trung bình tức là S cộng D chia 2. Thì nó sẽ máy nó tự tính toán hết. Các anh chị chỉ cần đo ra cái phổ trên chuẩn là bật measure ô tô lên một cái là nó sẽ tự tính ra các anh chị chỉ số S, D, RI và PI ha. Cái máy nào nó cũng vậy hết trơn. Thì đầu tiên mình sẽ đánh giá cái Doppler động mạch tử cung. Thì đây là cái hình ảnh động mạch tử cung. Các anh chị sẽ đặt cái đầu giò ngay giữa bẹn của người mẹ. Thì các anh chị sẽ thấy đây là cái bó mạch chậu, có một cái động mạch nó đi hướng ngược lên, nó hướng về cái đầu giò siêu âm, cho nên nó ra cái màu đỏ, đúng không? Cái này là dòng chảy đang hướng về đầu giò, và nó có cái vận tốc khá cao, cho nên nó có cái hiện tượng Alexin trong đây. Thì đây chính là cái động mạch não giữa, cái động mạch tử cung. Thì các anh chị sẽ đo cái chỉ số trở kháng ha, hoặc là chỉ số xung, để mình ra bảng thì mình sẽ biết nó bị tăng trở kháng hay không. Thì cái Doppler động mạch tử cung, nhắc lại, nó không đánh giá trực tiếp tình trạng sức khỏe thai nhi. Nó không đánh giá trực tiếp tình trạng thai nhi. Nó chỉ là phản ảnh cái chức năng của bánh nhau. Nó phản ảnh chức năng của bánh nhau ha. Tại vì mình đã hiểu cái cơ chế của thai chậm tăng trưởng trong tử cung, đó là do cái bất thường trong cái sự xâm nhập vào hệ động mạch xoắn, vào cái nguyên bào nuôi. Thì cái hệ động mạch xoắn nó bất thường, nó tăng trở kháng, thì nó biểu hiện trên cái Doppler động mạch tử cung là nó bị tăng trở kháng. Cho nên tại sao mà nó bất thường động mạch của hệ động mạch xoắn thì mình làm cái Doppler động mạch tử cung mình thấy như vậy ha. Thì cái ý nghĩa của bất thường Doppler động mạch tử cung đó là nguyên nhân thai chậm tăng trưởng tử cung là do suy chức năng bánh nhau, nó không phải là một cái thông số để xử trí lâm sàng. Nhiều người hiểu lầm ha, làm cái Doppler động mạch tử cung thấy bất thường rồi dễ em bé suy rồi đem em bé ra ngoài cái em bé chết trong bụng chẳng hạn, đúng không? Thì lúc này thì chắc là đỡ rồi, chứ hồi xưa thì có thể có những người họ không có nắm vấn đề thì họ nghĩ là như vậy ha, vì nó chỉ là phản ảnh của chức năng bánh nhau thôi, nó bị suy chức năng bánh nhau. Thì đây là cái Doppler động mạch tử cung bình thường ha.
bất thường nó sẽ tăng trở kháng lên, cái vận tốc tĩnh tâm thu rất là cao, hoặc nó có dạng nốt đầu tâm trương thì nó cũng có ý nghĩa. Nhưng mà thường bây giờ là nó dùng cái chỉ số trở kháng, chỉ số xung á, để nó đánh giá cái vấn đề bất lợi động mạch tử cung. Thì cái việc tầm soát suy chức năng đánh nhau bằng Doppler động mạch tử cung thì nó có khá nhiều nghiên cứu ha. Thì các anh chị thấy nè, nó có nghiên cứu nó làm một giai đoạn, có nghĩa là chỉ làm ở quý 2 thôi. Có nghiên cứu là hai giai đoạn là quý 2 với quý 3. Nó làm giai đoạn 5 tháng sau đến 7 tháng, 8 tháng ha. Và cũng có tùy nghiên cứu nó dùng cái tiêu chuẩn chẩn đoán thai chậm tăng trưởng tử cung là dưới vị bích phân thứ 10, cũng có nghiên cứu nó làm dưới vị bích phân thứ 5 ha. Thì cái độ nhạy của cái việc tầm soát chức năng suy chức năng bánh nhau bằng đốt lên động mạch tử cung thì nó cũng thay đổi khoảng từ 60-80% ha, cũng không thể nào đạt được cái trị số tuyệt đối. Và cái giá trị tiên đoán dương tính các chị thấy sao, cực kỳ thấp, hiểu không? Cái giá trị tiên đoán dương tính là cực kỳ thấp, có nghĩa là nó mình ra nó bất thường thì nó, nhưng mà chưa chắc nó là nó bị chức năng bánh nhân suy. Nhưng cái giá trị tiên đoán dương tính rất là cao, có nghĩa là nó không có bất thường trên Doppler động mạch tử cung thì gần như em bé nó sẽ không bị cái nguy cơ của thai chậm tăng trưởng tử cung. Rồi cái Doppler thứ hai là Doppler của động mạch rốn ha. Thì cái động mạch rốn là mình hiểu gì, nó nối từ bánh nhau qua thai, đúng không? Thì cái bánh nó cũng trực tiếp từ bánh nhau ra, cho nên nó cũng là một cái thông số để phản ánh cái chức năng bánh nhau. Thì cái động mạch rốn nó nói rằng khi mà có cái sự tăng trở kháng trong động mạch rốn thì trên 60% hệ mạch máu bánh nhau nó đã bị suy giảm ha. Và khi có cái hiện tượng mất hoặc đảo ngược sóng tâm trương thì tai thiếu oxy và toan máu máu nghiêm trọng. Thì đây là một cái trở kháng bình thường của động mạch rốn. Đây là quý 1, đây là quý 2, quý 3. Thì các chị sẽ thấy rằng thai càng lớn cho cái nhu cầu nhiều ha, phải tăng trưởng lên, phải phát triển nhanh, nó cung cấp nhiều thì cái trở kháng, cái vận tốc tâm trương nó tăng lên. Ví dụ ở đây là không thấy sóng tâm trương, ở đây sóng tâm trương cao lên và đây là sóng tâm trương rất là cao, có nghĩa là cái thời tâm trương đó là cái thời mà trao đổi chất, thì nó cần kéo dài cái vận tốc thời đó ra để nó tăng cái khả năng trao đổi ha. Thì đây là cái chỉ số PI bình thường của cái Doppler động mạch rốn, nó sẽ thay đổi theo cái tuổi thai, nhưng mà ở trung bình nó khoảng cái chỉ số dưới nó khoảng 1 và chỉ số trên nó khoảng 1,5 cái chỉ số PI ha. Nó cũng khá là dễ nhớ. Ví dụ đây là một cái tăng trở kháng ha, tâm thu rất là cao. Đây gọi là mất sóng tâm trương. Nó mất cái sóng tâm trương, và đây gọi là đảo ngược sóng tâm trương. Thì khi siêu âm Doppler động mạch rốn mà nó có cái hình ảnh mất sóng tâm trương hoặc đảo ngược sóng tâm trương này á, có nghĩa là em bé rất là suy nặng. Đặc biệt là khi nó đảo ngược sóng tâm trương này là mình có thể tiên lượng nó tử vong trong vòng 24 giờ. Thành ra khi ví dụ thấy những cái bất thường của Doppler động mạch rốn mà giảm mất sóng tâm trương, đảo ngược sóng tâm trương thì mình phải có cái chuẩn bị để cho em bé chấm dứt thai kỳ. Tại vì mình để trong đó mình sẽ có cái nguy cơ nó tử vong trong bụng mẹ, nhất là cái đảo ngược sóng tâm trương. Thì cái khảo sát cái Doppler động mạch rốn á, người ta nói rằng ở thai kỳ nguy cơ cao nó sẽ làm giảm tỷ lệ nhập viện, nó giảm khởi phát chuyển dạ, nó giảm tỷ lệ bổ lấy thai do suy thai, nó giảm tử vong cho chu sinh. Nó dựa trên cái này là tổng kết 12 nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng ở cái tổ chức FMF ha, cái tổ chức về thai đó, có nghĩa rằng nó đã được chứng minh rằng có hiệu quả khi các anh chị ứng dụng cho thai kỳ nguy cơ cao. Nhưng mà sự ứng dụng Doppler thường quy cho thai kỳ nguy cơ thấp thì cho thấy tỷ lệ tử vong chu sinh cao hơn nhóm chứng ha. Có nghĩa rằng ở đây mình đã làm là mình làm một cách rất là máy móc, một cách rất là thường quy. Em nào 32 tuần, 35 tuần, những cái thai 3 tháng cuối đều làm sự Doppler mà ha. Thì thực sự làm cái Doppler màu của cái động mạch rốn ở những cái thai kỳ mà hoàn toàn bình thường á, ví dụ mình coi mình thấy cái sự tăng trưởng của thai là bình thường, không có chậm tăng trưởng tử cung, người mẹ không có tiền sản giật, cao huyết áp chẳng hạn ha, không có một cái yếu tố nguy cơ gì hết, thì người ta chứng minh rằng cái sự dương giả, tại sao nó gây ra tỷ lệ tử vong chu sinh hơn, là vì cái sự dương giả của cái Doppler, có nghĩa là em bé nó bình thường nhưng mà nó rơi vô cái tình trạng ví dụ như là tỷ lệ dương giả, cho nên nó vẫn biểu hiện rất bất thường trên Doppler. Và khi nó thấy bất thường trên Doppler thì cái người bác sĩ sao can thiệp, đúng không? Thấy bất thường trên Doppler phải đem em bé ra, thì em bé bị non tháng cho nên nó sẽ gây ra tử vong. Thì người ta đã chứng minh rằng cái sự ứng dụng Doppler thường quy cho thai kỳ nguy cơ thấp
là gây ra tỷ lệ tử vong vô sinh cao hơn. Cho nên không có nên làm một cách thường quy đối với những cái thai kỳ đang phát triển bình thường ha. Ở nước ngoài người ta không hề siêu âm màu đâu, nó đen trắng thôi, chứ không phải cái ca nào cũng èo èo, cũng ào ào làm đốt lơ màu như mình đâu, sai lắm. Thành ra chỉ những cái thai kỳ nguy cơ cao thì mới làm thôi, còn nếu một cái thai tăng trưởng bình thường chỉ cần coi đen trắng là đủ rồi ha. Và người ta còn có giả thuyết, có tác giả còn cho rằng là những cái thai mà sau 36 tuần thì cái đốt lơ động mạch rốn nó không còn giá trị. Tại vì những cái thai mà nó tồn tại đến sau 36 tuần có nghĩa là cái bánh nhau nó bình thường. Tại vì động mạch rốn mục đích nó chỉ phản ánh chức năng bánh nhau thôi. Có nghĩa là nó đã tồn tại tới 36 tuần, có nghĩa là cái bánh nhau đó là một cái bánh nhau bình thường. Chứ nếu mà nó chậm tăng trưởng tử cung, các chị biết nó đã thể hiện từ cái hồi 32 tuần rồi, hiểu không? Nếu mà chậm tăng trưởng trong nguyên nhân bánh nhau. Cho nên là những cái thai mà nó tồn tại tới 36 tuần mà nó vẫn tăng trưởng bình thường rồi, có nghĩa là cái bánh nhau nó không có sao, thì thường cái đốt lên mạch rốn nó không có bất thường, cho nên mình làm là cũng dư ra nữa ha. Rồi bây giờ tiếp nữa là cái động mạch não giữa, thì đây là cái đầu bé, các anh chị bật cái đốt lơ lên ở cái mặt cắt mình kính ấn định, các anh chị sẽ thấy hiện cái vòng đa giác Willis, thì cái nhóm cái nhánh mà nó hướng ra phía trước này nè, đó là động mạch não giữa ha. Thì các anh chị biết rằng giờ nó em bé nó cũng giống như mình vậy đó, nó ví dụ như mình khi mình bị xuất huyết nội, sốc, mất máu nhãn thể tích thì nó sẽ có cái hiện tượng co mạch ngoại vi để tăng tưới máu cho những cái cơ quan sinh tồn là tim, não. Cho nên là sao? Thiểu niệu, tay chân lạnh để tập trung máu về não, về tim, hiểu không? Đó là cái người mình bình thường, em bé nó cũng y chang vậy đó. Bình thường cái động mạch não giữa nó là một cái sóng cao nhọn như vậy, có nghĩa là cái thời tâm trương nó thấp, đó là bình thường. Bây giờ mình thấy từ một cái sóng cao nhọn như vậy nó trở thành một cái sóng tâm trương, vận tốc tâm trương nó lên, cho nên làm cái nó ngắn gọn lên. Có nghĩa là cái sóng của động mạch não giữa lúc này nó giống cái sóng gì? Sóng động mạch rốn. Có nghĩa là nó đang thiếu cho nên nó phải tăng cường về não, đúng không? Tại vì đây là động mạch não giữa mà, có nghĩa là nó đang có hiện tượng tái phân phối tuần hoàn về não, cho nên cái vận tốc tâm trương nó mới cao lên như vậy. Thì thấy nó tăng cường lên như vậy, điều đó có nghĩa nó đang thiếu ha. Cho nên là khi thai thiếu oxy thì nó sẽ đáp ứng bằng cơ chế tái phân phối tuần hoàn, tăng lượng máu đến não, tim và tuyến thượng thận, giảm lượng máu đến thận, đường tiêu hóa và chi dưới ha. Cho nên là nó sẽ tăng cái trở kháng của động mạch, nó tăng cái chỉ số, cái vận tốc tâm trương này lên nè, cho nên cái chỉ số trở kháng của động mạch não giữa nó sẽ giảm xuống, tại vì cái D nó tăng lên ha, thì cái chỉ số F trừ D trên D nó sẽ giảm xuống. Hoặc là nó sẽ dùng cái tỷ số PI động mạch rốn trên PI động mạch não giữa nó tăng, tại vì khi đó cái động mạch rốn nó sẽ tăng trở kháng, cái động mạch cái thời tâm trương nó sẽ trở về nó thấp, tại vì nó bị giảm, nó giảm máu ha. Nó giống như những cái đứa thai 3 tháng đầu, 3 tháng giữa này, cái sóng động mạch rốn nó cao như vậy đó ha, nó sẽ đảo chiều nhau, đảo dạng nhau ha. Bình thường đây là động mạch não giữa thì đây nó trở thành động mạch rốn, và cái sóng này bình thường là của cái động mạch rốn mà nó trở thành cái sóng của động mạch não giữa, nó đảo chiều nhau như vậy. Thì có cái bạn nó sẽ dùng nghiên cứu, nó dùng chỉ số PI, nó gọi là chỉ số nhau não, nó dùng là placenta brain, hay là cái chữ không phải nó chữ não, chữ não nó có dùng cái chữ gì hay là cephalic hay gì đại khái vậy, thì anh chị đọc chị sẽ thấy có sách nó dùng cái bảng chỉ số đó, thì nó tra để nó biết rằng có nghĩa là tình trạng bé bị thiếu oxy. Rồi bây giờ còn cái cuối cùng, đó là cái ống tĩnh mạch. Thì các anh chị biết rằng đây là cái giải phẫu học của thai nhi, đây là hai cái phổi, cái tim. Thì các anh chị biết cái vòng tuần hoàn của thai nhi á, nó khác với mình, nó khác là sao? Cái động mạch rốn là cái nó dẫn máu ha, đây này cô em bé, động mạch rốn nó đi từ cái động mạch chủ nó đi ra đây, nó là máu đen, nó bơm máu đen từ trong người em bé nó tới đánh nhau, nó trao đổi ra, sau khi nó trở thành máu dinh dưỡng và hoạt chất thì nó thành máu đỏ, nó theo tĩnh mạch rốn nó trở về gan à, thì nó là giọt máu, đây là máu giàu chất dinh dưỡng. Thì cái máu trong tĩnh mạch rốn này á, nó đi vô gan ngay cái dây rốn ha, nó vô cái cuốn rốn này ha, nó đi lên trên gan thành tĩnh mạch gửi trong gan. Thì các chị sẽ thấy đây là ống tĩnh mạch, nó một đoạn ngắn rất là nhỏ, nó nằm nối từ tĩnh mạch cửa nó đổ vô cái tĩnh mạch dưới à, thì đây là một cái nguồn máu rất là quan trọng ha. Vì nó vô ống tĩnh mạch chủ dưới, nó sẽ vô tâm nhĩ phải, nó qua tâm nhĩ trái,
ha, rồi tại nhiên có cái lỗ hồi trục mà, em bé nó có lỗ hồi trục đây, thì từ tâm nhĩ phải nó qua tâm nhĩ trái, nó qua tâm nhĩ trái nó đi vô xuống thất trái ha, nó đi vô cái hệ động mạch vành ở đây, hoặc nó theo cung động mạch chủ nó đi lên trên não, nó cung cấp trên não. Thì cái 30%, người ta nói rằng khoảng 30% máu từ cái ống tĩnh mạch này, à, từ cái tĩnh mạch rốn này nó sẽ đi vô cái ống tĩnh mạch ha, nó là máu 30% chất dinh dưỡng nó vô đây, nó là một cái nguồn rất quan trọng. Thì bây giờ mình khảo sát đốt lơ ở đây, khi mình thấy có cái hiện tượng tái phân phối máu từ tĩnh mạch rốn, có nghĩa là nó đang thiếu, có nghĩa là cái tĩnh mạch ở đây, tĩnh mạch à, ống tĩnh mạch ở đây nó sẽ giãn ra, nó sẽ giãn ra, nó mềm mại ra, đại khái nó thay đổi, nó biến đổi sao đó, để mục đích là gì, máu vô nó nhiều, nó lấy máu nhiều để nó đi lên não, nó cung cấp cho em bé, nó vô tim, nó vô động mạch vành để nó cung cấp cho tim. Cho nên mình khảo sát cái ống tĩnh mạch ở đây, mình cũng biết được là em bé đang trong tình trạng thiếu, mức độ nghiêm trọng như thế nào. Và nó rất là chính xác, nó chính xác còn hơn cái động mạch não giữa nữa. Thì đây là cái sóng bình thường của ống tĩnh mạch. Ví dụ anh chị bật đốt lơ lên ha, à, đây là cái vùng bụng gan em bé, đây là cái tĩnh mạch, là tĩnh mạch à, rốn vô thành tĩnh mạch trong gan. Thì đây là tĩnh mạch dưới, thì cái đây nó nằm ngay vị trí này, đó là ống tĩnh mạch. Thì nó sẽ có dạng sóng ba pha, đỉnh tâm thu, đỉnh tâm trương và nhị bó ha. Thì khi nó bất thường thì nó gọi là hiện tượng đảo ngược, có cái sóng nhị bó nó bị đảo ngược này này, thì đây là em bé rất là nghiêm trọng ha. Hoặc là nếu không thì mình sẽ đo cái chỉ số trở kháng rồi trà bạn cũng được, thì đó là cái sóng ống tĩnh mạch. Thì bây giờ một cái thai chậm tăng trưởng trong tử cung, thì theo dõi thai chậm tăng trưởng trong tử cung như thế nào, siêu âm mỗi 2 tuần thì nó sẽ chậm tăng trưởng trong tử cung, nó sẽ có thứ nhất là bảng chỉ số sinh học. Bản chỉ số sinh học giờ rất ít người làm ha. Nó ví dụ nó đánh giá nó tới 30 phút, nó coi em bé trong 30 phút đó cử động co duỗi mấy lần, rồi cái cử động hô hấp cơ hoành đi lên đi mấy xuống mấy lần, rồi nó dựa trên chỉ số ối, đại khái nó rất là nhiều thông số, và nó cuối cùng nó cho cái bảng điểm. Thì gần như ít người làm lắm, tại vì nó rất là mất thời gian để ngồi dòm dưới siêu âm 30 phút để mình đánh giá ha. Cái thứ hai là cách dựa trên đốt lơ động mạch não giữa, thứ ba là dựa trên ống tĩnh mạch, và cuối cùng là dựa trên non stress test, tức là các chị thấy là đi gắn nhịp tim thai đó, gắn cái nhịp tim thai mình đi nghe đó, gọi là non stress test đó. Thì mình sẽ thấy rằng cái siêu âm mà khi có cái đốt lơ động mạch não giữa bất thường như nãy giờ mình học đó, có nghĩa là thai đang có tình trạng thiếu oxy, đang có cái hiện tượng tái phân phối tuần hoàn về não ha, có nghĩa là bất thường, có nghĩa là dương tính rồi ha. Thì mình có thể cân nhắc là siêu âm 2 lần một tuần ha, và cái ống tĩnh mạch nếu còn bình thường ha, và nên chấm dứt thai kỳ nếu mà có cái sự bất thường bắt đầu biểu hiện trên cái sóng tĩnh mạch ha. Thì các anh chị thấy nè, những cái này là những cái non stress test này á, tất cả đều bình thường, đến cái giai đoạn mà em bé nhiễm toi á, thì nó mới bắt đầu xuất hiện nhịp giảm trên cái non stress test. Cho nên nếu mà dựa trên cái non stress test bất thường để mà can thiệp thì đã là muộn, em bé lúc đó là trong tình trạng nhiễm toi ha. Thành ra khi can thiệp ở cái giai đoạn nào, chứ mình căn cứ mình dựa trên cái bất thường của non stress test thì nó sẽ em bé đã bị muộn, có nghĩa nó đã bị toan. Thì đây là một cái sơ đồ cho thấy cái mối liên quan giữa những cái biểu hiện trên thai và cái tình trạng của thai. Ví dụ cái thai chậm tăng trưởng đầu từ tử cung đầu tiên, nó sẽ có chỉ số ối giảm ha. Cái thứ hai trên này nó có là cái chui bụng nhỏ ha, xong rồi tới chỉ số ối giảm. Chỉ số ối giảm có nghĩa là nó giảm tới máu tới thận, hiểu không, nó giảm tới máu tới thận. Đầu tiên là chu vi bụng giảm nằm trên đây, rồi xong đến chỉ số giảm, sau đó bất thường trên động mạch rốn, rồi biểu hiện bất thường trên động mạch não giữa, đây là bất thường trên ống tĩnh mạch, đây là bất thường, sau đó mới diễn tiến tới bất thường bảng chỉ số sinh học, rồi cuối cùng mới bất thường trên non stress test, tức là CTG. Thì nó sẽ ứng với tình trạng em bé như thế nào, có nghĩa là em bé bắt đầu thiếu oxy máu là cái giai đoạn bất thường động mạch não giữa ha. Bất thường ống tĩnh mạch có nghĩa là nó bắt đầu vô cái giai đoạn toan hóa máu rồi, và khi em bé có tổn thương hệ thần kinh trung ương thì nó gọi là bất thường trên CTG. Thì như vậy kết luận, ngồi ngay trước mặt tôi, buồn ngủ thì ra ngoài rửa mặt, ngồi đó mà ngủ suốt về đây nè, kết luận này nè. Cái siêu âm màu là một cái phương tiện có giá trị để giúp sàng lọc
theo dõi và định hướng xử trí thai chậm tăng trưởng tử cung. Cái sự tăng trở kháng động mạch tử cung và động mạch não giữa có ý nghĩa là chẩn đoán nguyên nhân thai chậm tăng trưởng tử cung là do nguyên nhân suy chức năng bánh nhau. Còn Doppler động mạch não giữa và ống tĩnh mạch sẽ giúp đánh giá trực tiếp tình trạng sức khỏe thai nhi, để lấy em bé ra ngoài hay là để em bé trong đó. Và cái sự quyết định chấm dứt thai kỳ thì luôn cần phải sự phối hợp nhiều yếu tố, chứ đừng có căn cứ một cái chỉ số Doppler, vì các chị sẽ thấy cái giá trị dương tiên đoán dương tính nó không có cao, hiểu không? Đấy, như chị đưa ra mấy cái nghiên cứu đó là cái giá trị tiên đoán dương tính nó không phải cao, có nghĩa là nó dương tính nhưng mà không phải là thực sự em bé trong tình trạng như vậy. Cho nên mình phải quyết định một cái sự chấm dứt thai kỳ phải nhiều yếu tố ha. Và nhớ rằng cái việc mà đo nông sớ tét chỉ dựa trên đó để can thiệp, thì khi em bé có tổn thương hệ thần kinh trung ương rồi thì nó mới biểu hiện bất thường trên nông sớ tét. Cho nên mình can thiệp như vậy á là nó đã trễ ha. Mình đem em bé ra ngoài, trước mắt mình thấy nó thở áp ga 5, 6, 7, 8 gì đó, nhưng mà sau đó là sao nó nằm chỗ, nó không lật được, nó không bò được, đại khái như thế ha. Thành ra mình cái chậm tăng trưởng tử cung là một cái rất là hay gặp, mà nếu mình biết ha, để mình phát hiện, mình có cái xử trí thì nó sẽ đỡ cái những hậu xấu cho em bé. Thì đó là cái bài thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Thì thực tế thì ở tự chủ ha, hoặc chị nghĩ nhiều nơi người ta đa số người ta làm là làm cái Doppler động mạch não giữa và cái Doppler động mạch rốn ha, cái ống tĩnh mạch rất là ít làm. Tại nói lý thuyết với các anh chị thì dễ như vậy đó, nhưng mà anh chị làm các anh chị sẽ thấy rất là khó, tại vì không dễ gì các anh chị bắt trúng cái ống tĩnh mạch này ha. Với lại mình làm 5 phút một ca, không thể nào mình ngồi nửa tiếng như ở bên ông bên Tây, bên Pháp, bên Mỹ, ông ngồi nửa tiếng ông mò thì ông mới làm được, còn mấy máy ông tốt, máy ông riêng không à. Còn đây mình 30 cái máy thì có 3-4 cái RI, còn lại là medicine đen trắng hoặc là màu 6-8 gì đó, thì nó không thể nào mà nó nhảy để nó bắt được cái ống tĩnh mạch, và mình sẽ đặt sai. Mình không thể đặt cho được cái ống tĩnh mạch này, mà mình đặt vô cái tĩnh mạch phía dưới, mình đặt vô cái tĩnh mạch gan, thì nó sẽ có những cái sóng như vậy, có nghĩa nó sẽ ra dung dạ. Cho nên thực tế hiện nay á, thì chỉ làm cái ống tĩnh mạch ở thời vũ, chị không có làm, chị không thể triển khai được cái ống tĩnh mạch, vì chị biết rất là khó với cái máy móc, với cái điều kiện của mình không thể triển khai, thì chị nghĩ Việt Nam mình không có làm được. Nhưng mà mình biết ha, thường ví dụ như những cái ca mà cực non á, những cái ca mà thai quá non tháng, ví dụ như là nó bất thường ống động mạch, nó bất thường trên động mạch ở giữa, đúng không? Thì cái thai nó gần ngày rồi, 3 tuần, 4 tuần nó nuôi được rồi thì đem ra. Còn ví dụ nó cỡ 30, 31 tuần chẳng hạn ha, và nó bất thường trên đốt lên là mạch não giữa, bây giờ đem ra ngoài thì nó sợ nó non tháng, nó có những cái không tốt, thì mình cái đó có thể mình phải làm những cái ống tĩnh mạch. Ví dụ ống tĩnh mạch chưa bất thường mình có thể kéo thêm chút xíu, đúng không? Có nghĩa là mục đích là ống tĩnh mạch để kéo dài thêm một vài ngày, hoặc cho những cái thai quá non tháng, nó non tháng quá, đốt lên động mạch não giữa đã bất thường, đúng không? Tại nguyên tắc đốt lên động mạch não giữa bất thường có nghĩa là thai đã thiếu oxy, nhưng mà nó toan hóa máu thì nó mới bất thường trên ống tĩnh mạch. Cho nên có tác giả giống như cái bài này, cái này chỉ đưa ra một nghiên cứu, người ta theo cái nghiên cứu ông này thôi, có thể cái nghiên cứu khác họ đưa ra cái phác đồ khác, có nghĩa là nó sẽ chấm dứt thai kỳ khi có bất thường ống tĩnh mạch, chứ nó không phải là bất thường trên động mạch não giữa, hiểu không? Cho nên tùy thôi, nhưng mà nói chung cái thời điểm chấm dứt thai kỳ đó là bất thường trên động mạch não giữa hay bắt đầu bất thường trên ống tĩnh mạch. Thì đó là xong cái bài thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Thì hôm qua có người hỏi chị là về cái sách sản, thì thực sự sau này chị thích mua sách lắm, chị đọc tạp chí rồi không à. Vấn đề trên mạng, bây giờ mạng nó nhiều lắm, tụi em vô Google thì cũng rất là dễ, hoặc nếu mà không Google á thì tụi em vô cái trang web này nè. Đây là những cái trang web miễn phí nè. Hôm qua có người ask tôi là friend rồi đó. Em khổ ghê vậy đó. Đừng có bố tùm lum lên là tôi unfriend đó nha. Thì tụi em vô cái trang web này, tại vì sau này thì chị đọc mạng không à ha. Còn tụi em tất nhiên mới đầu tụi em đọc textbook thì nó cũng hay hơn, tại ví dụ dị tật hệ thần kinh trung ương, dị tật mặt, dị tật bụng, nó biết từng chương á, thì nói chung nó là ra textbook thì sách nào cũng được. Nhưng ví dụ các em vô cái tờ fitness.net này, là ông thầy của chị này, ông rất là dễ thương, ông về đây cũng mấy lần rồi, thì ông ví dụ như có cái article ha,
đó thì nó có những cái bài đó, nó có những cái bài của ông theo theo cái phương một mình muốn đọc cái gì, ví dụ nhiễm trùng về màng ối rồi nhau rồi xương ha, à, nếu muốn đọc kiểu đó. Còn không giống case nó gọi là một ngày một tuần á, họ sẽ post lên đây một cây, có nghĩa là ví dụ như là trên đất nơi nhiều nơi trên thế giới ha, nó sẽ gửi về ha, dù nó sẽ gửi về mỗi tuần họ sẽ post lên một cây, ví dụ như là mình có ca hay gì đó, ví dụ mình post lên ha. Đó, thì ví dụ như cái cây quiz này 343 ca, có nghĩa là đến thời điểm này ông đã làm được 343 tuần rồi đó, hiểu không? Ví dụ ông sẽ lên ông chiếu lên hình vậy đó, coi đố này là gì đó, đố rồi, ví dụ mình answer thì nếu cái câu nào, ví dụ cái tuần đó mình trả lời ra, ví dụ như mình trả lời hay á, là mình sẽ được một năm được ông cho người gì đó đại khái cái này gì chị? Đó thì em vô cái trang này cũng được, cái trang web là fitness.net, nhìn chị cũng không biết cái gì luôn. Thì đó ví dụ nhiều ca, ví dụ đây chị có một ca gì đây là có lâu rồi mà. Thì đại khái vậy ha, hoặc là tụi em search á, tụi em ví dụ tụi em muốn đọc về Omphalocele, tụi em ví dụ tụi em gõ ha, ví dụ tụi em gõ là Omphalocele. Thì nó sẽ ra những cái hình đó, tha hồ mà coi, khỏi cần lấy bài của chị Nguyên, vừa đẹp hơn. Đó, Omphalocele. Vì em đi đó đánh vô một cái, để em search, để em go một cái, thì nó sẽ ra. Nó ra một loạt ca, tha hồ mà coi ha. Đó, nó ra những cái liên quan luôn. Ví dụ Omphalocele nó liên quan tới hội chứng dạ sẽ ối, nó liên quan tới hội chứng tắc nghẽn van der Meck, nó liên quan tới lộn bằng quang, hiểu không? Đó, ví dụ cái này thì nó có hai các bạn, cái ví dụ này là nó liên quan đó, ông có cái cua gọi là bức tường của thành bụng đó. Thì ông em nói ví dụ như là thoát vị rốn, lộn bằng quang, ca này của chị nè, hướng ca chị lên nè, đại khái vậy, hiểu không? Đó, ví dụ như thì tụi em vô cái đó là một cái trang web thứ nhất, cái trang web thứ hai thì tụi em sẽ vô ví dụ như một cái trang web cũng miễn phí, đó là cái trang web fmsfitnessmedicine.com. cái này nó chuyên về sàng lọc thai đó, cái chỗ này là coi như giống như là lãnh địa, giống như bên chị nghĩ bên bên thiên chúa giáo Vatican ha, thì bên cái lãnh vực sản phụ khoa, mà trong cái lãnh vực sàng lọc sơ sinh, những cái lãnh vực mà maternal medicine đó, nó dùng là fetal medicine đó, thì nó là giống như vậy đó. Thì tụi em vô Fetal Medicine Foundation, cái này là cái center, có nghĩa là cái chỗ ông làm ăn, ông lấy tiền đây để em qua phục vụ bên đây, hiểu không? Hồi năm 2009 chị đi qua bên đây một lần này nè, thành ra nếu những cái người làm sàng lọc trước sinh mà là phải đi tới cái chỗ này dò đó. Thì ví dụ tụi em vô đây tụi em sẽ có những cái online education ha. Tụi em muốn vô 11, 13 tuần, 6 ngày. Nếu muốn coi hơn về cái vấn đề đau độ mờ da gáy, chị Nguyên nói tụi em chỉ 5 phút, nhưng tụi em vô đây nó có cái gọi là cái nguyên cái cuồng, nó có cái... Thôi rồi. Tụi em rất là dễ, tụi em chỉ đăng ký thôi, registration là xong, học được nó free hoàn toàn luôn ha. Hoặc nó có cái cuốn sách dưới đây nè, dịch ra tiếng Việt rồi nè, thấy không? Thấy sướng không? Có người dịch ra tiếng Việt đây rồi. Và những cái cuốn này nó cũng có tiếng Việt luôn, dịch ra rồi, có người dịch ra để sẵn trên đây rồi. Cervical nè, Doppler ultrasound nè. Đó. Thì ví dụ tụi em ban đầu học á, thì ví dụ như vô đây thì nó nói là nếu mình có cái lớp in sẵn rồi thì mình lớp, còn không á thì nếu mà bắt cuồng ở thai thì mình vô registration form nè. Thì mình vô đây mình đăng ký thôi. Hiểu không? Đó, mình sẽ đăng ký thôi, ví dụ đánh rồi tên. Rồi xong là học thôi, đọc thôi ha, rồi cái chích trơn cái là xong. Còn ví dụ như chị có sẵn rồi, thank you.
Thì ví dụ tụi em sẽ có một cái trang cái page riêng như vậy nè, giống như trang Facebook vậy đó, nhưng mà không chính chat gì được hết. Thì tụi em sẽ có ví dụ như là cái certification NT National Bone Doctor Uterine Pad gì đó ha, tụi em làm thì nó sẽ có. Rồi tất nhiên tụi em vô đó là tụi em sẽ vô online, ví dụ này vô 11, 13 tuần 6 ngày này. Đó, thì vô nó sẽ khoảng 100 slide tha hồ mà đọc đó, đúng không? À, vô online education nãy giờ chị nhấp lộn cái training, chị đang vô đây nè, online certification này. Vô đây nó sẽ hiện ra. Hoặc là nó sẽ có những cái research ha, rất là nhiều nghiên cứu, chưa thấy chỗ nào nghiên cứu nhiều như chỗ này. Nó nhiều lắm, nó nhiều nghiên cứu lắm, nó làm rất là nhiều nghiên cứu và nó là không có chỗ nào nghiên cứu nhiều như chỗ này đâu. Nó public trên đây rất là nhiều nghiên cứu, thì tụi em muốn đọc thì tụi em vô đây. Sao nó không ra kỳ vậy? Đó, đại khái vậy đó, mạng cho nó rớt hay sao rồi. Việt Nam mình giờ cũng nhiều người học lắm ha, hồi năm 2006 là lần đầu tiên mấy ông thầy chị về đây mở cái lớp về cái đường độ mờ da gáy là năm 2006, đến nay là 7 năm thì Việt Nam mình có khoảng 700 người đã tập cái khóa này rồi, 11, 13 tuần 6 ngày là 750 người hiện tại đó. Nhiều còn hơn cả Trung Quốc. Đó, thì muốn thì vô cái khóa này. Đó, nó hiện lên cái clip, cái này chắc là có cố rồi nó hiện. Thấy chưa, thấy Việt Nam giỏi chưa? Đó. Giờ học cái lớp này xong hy vọng có vài người về thêm tăng số lượng lên chút. Hay nhiều chưa? Mấy này chắc là có bằng rồi đó, nó hiện ra đó. Có nghĩa là có hình ảnh gửi lên, có cái data đó. Còn nếu mà tụi em đọc lý thuyết không tới 700 mấy chục người đó. Vừa chị nhớ lên tới 700 mấy chục người rồi. Thì đó, thì đây là một cái trang web cũng rất là hay ha. Đăng ký xong lên đọc, nó có dịch ra tiếng Việt rồi nha. Không đọc tiếng Anh được thì đọc tiếng Việt. Đọc tiếng Việt xong rồi vô cái page nãy nó, cái page riêng của mình nó nốt lên ba tấm hình, nốt lên ba tấm hình chụp cái đo độ mờ da gáy như chuẩn như bữa chị nói em gì đó, cắt cái đầu nó thấy một phần là thẳng trục tính gì đó, rồi nốt cái ba cái hình đó lên là nó sẽ cho mình cái license, rồi xong mình sẽ download cái mình sẽ download cái phần mềm này, nó đang có download từ đây luôn, download từ đây luôn đây nè. Đó, mình download từ đây, trên mạng download xuống rồi mình import cái license vô là mình sẽ chạy như từ chỗ vậy ha, nếu ai muốn làm cái này. Đó, mình vô. Thì đó là hai cái trang web miễn phí ha, thì vô đó mà đặt. Đó, nó sẽ là ra, mình sẽ nhập vô, rồi chạy như là tính năng nguy cơ, sàng lọc một chiếc đao như là mình tìm mũi vậy đó. Giờ cũng nhiều, cũng một số nơi cũng làm cái sàng lọc quý 1 rồi, cũng nhiều rồi. Rồi, có thắc mắc gì nữa không? 3 giờ phải trả hội trường. Nói chung các bạn thay chậm tăng trưởng cái khung về đọc ha, nói chung cứ nhớ cái khung lõi vậy đó. Cái bài này chị không có soạn cái bài này, nhưng mà hồi đó như của bác trong cái lớp tổng quát của bác Nhàn á, cái lớp siêu âm đó, tại vì mấy cái này chị mà nói cho tụi em nghe nữa thì không thể nào mà nó gom cho một buổi được. Cái đó cũng không phải quan trọng lắm đâu, cái lẫn nhau. Rồi, đưa rồi, sao đi về?
là cái chỗ bánh ngao đó. Đây, muốn hỏi cái này phải không? Cái này là nhiều sách viết lắm em ha. Mở cuốn sách ra nhìn như cuốn sách thì có trả là có ấy đó. Độ không, bản đềm nhãn. Chị hồi xưa chị cũng vậy, chị không có gì chị thuộc được cái này hết trơn. Chị nhớ chị không thể nào chị thuộc được cái bài này. Thành ra chị dạy tụi em thì chẳng muốn dạy là vậy đó. Bạn độ không, bản đềm nhãn, bản môi nhau đồng nhất không điểm môi hóa, hai kỳ 1-2. Độ 1, bản đềm lượng sóng nhấp nhô, mô đềm bản âm, rải rác. Em 5 phút nữa thôi anh phút vậy. Bạn môi nhau phản âm rải rác các điểm sáng vôi hóa. Độ 2, độ bản đáy có phản âm canxi, đọc giống như sớ vậy đó, sao vô cho nổi. Tăng âm dấu phẩy từ bản đệm bánh nhau đi vào môi nhau, tương ứng sự vôi hóa của bánh nhau với nhau. Độ 3, vết hằn bản đệm, không hiểu gì hết, môi nhau. Mở này là dịch từ sách nước ngoài ra cũng có được chụp đó. Tóm lại là tụi em chỉ cần biết là những cái thai siêu âm quý 1 thì thường là nó độ 0 hoặc độ 1. Ví dụ cái thai siêu âm 3-4 chiều thường nó là độ 1. Qua đến cái thai kỳ 3 á, 8 tháng 32 tuần siêu âm màu thì nhau độ 2. Gần cuối thai kỳ thì chị thấy bánh nhau nó có vôi hóa rất nhiều thì nó là độ 3. Nhưng mà cũng có một vài trường hợp á, mấy bài này biết đâu là chị giờ chị không lấy mấy cái hình xấu xí này nữa. Đó ví dụ đây nè, nó bắt đầu độ 3 nó vôi hóa mà nó vôi những cái lằn đó thì nè, vôi cái muốn nhau thì nó kêu độ 3 đại khái vậy đó. Hiểu không? Còn độ 2 thì bắt đầu rải âm phản âm một vài thôi. Thì nó có một vài cái bệnh lý là giống như nó vôi hóa sớm bánh nhau là sẽ gây nguy cơ thăng chậm tăng trưởng tử cung. Có nguy cơ thôi chứ cũng không phải là nó sẽ gây tận chậm tăng trưởng tử cung hết đâu. Có những đứa nó vôi hóa ghê luôn á mà cuối cùng nó cũng đẻ ra cỡ 3kg hơn. Thành ra chị nghĩ cái vôi hóa bánh nhau không quan trọng. Ví dụ như khoảng 8 tháng mà tụi em, tất nhiên tụi em làm sản quen thì tụi em sẽ thấy vôi hóa rất là nhiều thì mình sẽ ghi vôi hóa bánh nhau sớm. Còn nếu qua 8 tháng thì nó mới bắt đầu có những cái vôi hóa ở vằn đáy vậy nè, độ 2, độ 3 ha. Ví dụ này là độ hình này nó kêu hơn 4 tuần mà nó hơi sớm. Hoặc là 37 tuần, nghĩa là thai cuối gần sanh á thì nó vôi hóa không chỉ đáy mà nó bề mặt và nó sẽ vô những cái muốn nhau như vậy. Thì muốn thì cái đó về mở sách ra mà coi, lên Google một cái nó ra cả đống mà đặt như cái sớ vậy đó. Rồi, có hỏi gì nữa không? Đề thi rất dễ ha, hỏi mấy câu. Về đi quan trọng là đề thi thôi đó. Đúng rồi. Tại vì anh Đức nói chị dạy có 3 tiếng à, mà chị dạy tụi em thành 2 buổi là hơi bị nhiều rồi đó. Vậy thôi nghỉ nha.